nhận bỏ khung thành để Lee phối hợp cản phá và đá phạt trực tiếp, thủ môn Hieronym George đã tạo ra một cái kết có hậu. Cụ thể, ở hiệp 1 của trận đấu, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành của đội khách khoảng 18m và thủ môn Hieronym George đã gây sốc khi một mình bước lên phía trên làm hàng rào đứng đối diện với cầu thủ đối phương. Trong khi đó, các hậu vệ thì kéo về vạch vôi khung thành để làm nhiệm vụ gác đền. Chiến thuật độc lạ này đã phát huy được hiệu quả khi cú đá phạt trực tiếp của đối thủ được cản phá thành công. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ấn cảm dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Trong bóng đá, ở mỗi thời kỳ luôn có những chuyên gia đá phạt. Họ luôn có những siêu phẩm bàn thắng từ chấm đá phạt hàng rào ở mọi góc độ. Nhưng song song với đó, thế giới tốc cầu cũng sản sinh ra nhiều thủ môn có thể khắc chế xuất sắc những chuyên gia lập siêu phẩm này. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha cản phá xuất thần của các thủ môn trước những cú đá phạt siêu hiểm hóc nhé! Lý do gì khiến Jurgen Klopp phải quyết tâm bạo chi một số tiền thật khủng để quyết có bằng được chữ ký của thủ thành Alisson Becker đến như vậy? Nếu vẫn còn thắc mắc thì xin mời các bạn hãy xem pha cứu thua rung cả khung gỗ đỉnh của chóp này của người gác đền đến từ mảnh đất Samba nhộn nhịp thuở còn khoác áo AS Roma. Phong độ cao thế này thì Alisson không khiến ông thầy đang lèo lái Liverpool chết mệt mới là lạ. Sự bá đạo của Manchester City trong mùa giải năm nay có đóng góp rất lớn từ vị trí của thủ môn Ederson Moraes. Không chỉ tạo ra sự đặc biệt bởi khả năng chơi chân tốt của mình, người gác đền đến từ Brazil còn luôn tạo cảm giác yên tâm cho các cổ động viên mỗi khi khung thành của Man City bị đặt vào thế báo động. Như cũ với tay hết cỡ này của Ederson để cản phá quả đá phạt hiểm hóc từ đối thủ, kiểu gì chả khiến Pep Guardiola tự hào vì đã đặt kỳ vọng đúng người. Đã từng có thời gian dài, hễ Lionel Messi bước lên chấm đá phạt hàng rào là y như rằng các thủ môn sẵn sàng tinh thần nhặt bóng từ trong lưới ra nhanh nhất có thể, còn M10 và các đồng đội ôm nhau ăn mừng bàn thắng. Nhưng trong tình huống này, thủ thành Ruslan Nesterov đã thẳng thừng từ chối điều tưởng như đã thành thói quen đó của Messi. Cụ thể, người gác đền bên phía Dynamo Kiev đã có pha bay người tuyệt đẹp để chân sút người Argentina phải lắc đầu trong tiếc nuối. Không phải ngẫu nhiên mà Rui Patricio lại luôn là thủ thành số 1 trong khung gỗ của tuyển Bồ Đào Nha suốt nhiều năm trời. Trong màu áo của Wolverhampton, thủ môn với số áo 11 tuy lạ lẫm nhưng lại mang nhiều ý nghĩa này cũng đã không ít lần thể hiện phong độ đỉnh cao của mình. Điển hình như pha bay lượn đẹp mắt này của Patricio để không cho đối thủ hưởng trọn niềm vui, dù cho cú sút phạt cũng đã được thực hiện vô cùng xuất sắc. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, việc xuyên thủng mành lưới của Manuel Neuer thực sự là một bài toán khó. Đến cả cú sút phạt dùng hết bí kíp võ công ba đời của Marco Reus mà thủ thành người Đức thậm chí còn ôm gọn trái bóng vào lòng đã đủ thấy độ bá đạo kẻ bảo hộ cho thành công của Bayern Munich là khủng như thế nào. Để tìm được một thủ môn không chỉ cản phá được cú sút phạt hàng rào đã trở thành thương hiệu của David Beckham mà còn cản nó một cách đẹp mắt và tuyệt đỉnh, có lẽ chỉ có thể là gã đầu gấu Oliver Kahn. Thủ thành người Đức đã khiến cho Beckham không thể thực hiện màn ăn mừng quen thuộc khi xuất sắc đẩy pha sút phạt của cựu sao Man United không thể ngầu hơn.
Juan Mata thời còn khoác áo Chelsea giai đoạn Jose Mourinho chưa trở lại ghế huấn luyện thực sự là một gánh team đích thực của The Blues. Nhưng xét về độ gánh của tiền vệ người Tây Ban Nha không thể sánh bằng David De Gea ở MU thời hậu Sir Alex Ferguson được. Thủ thành người đồng hương với Mata đã nhiều lần cho thấy dấu hiệu sụn lưng khi phải cõng nguyên một hàng thủ toàn nghệ sĩ hài tại nhà hát của những giấc mơ. Và pha từ chối cú đá phạt xuất sắc của chính Mata đã càng tô điểm thêm sự xuất sắc của De Gea. Dẫu cho lúc đó lão Tuôn chưa phải còng lưng, nhưng pha đẩy bóng rất lực này cũng cho thấy thủ môn này quan trọng với Man United như thế nào. Phải khẳng định một điều rằng giai đoạn hưng thịnh của Real Madrid với đỉnh cao là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp có đóng góp rất lớn của Keylor Navas. Hãy xem cách anh bay người hết cỡ để cản phá cú đá phạt này khiến cho cơ thể bị đau vì va phải cột dọc khung thành. Thật khó chấp nhận khi mà cuối cùng thủ thành người Costa Rica vẫn phải ra đi như một kẻ bị hắt hủi tại Santiago Bernabeu. Những trò quậy phá của Mario Balotelli bên ngoài sân cỏ đúng là đau đầu thật, nhưng phải công nhận rằng khả năng săn bàn của tiền đạo người Italia là vô cùng đa dạng. Mặc dù vậy, khi phải đối đầu với đại ca đồng hương Buffon, chú ngựa trứng trong giới túc cầu lập tức biến thành chàng ngựa non ngây thơ. Pha bay người đúng với biệt danh người nhện của thủ môn người Italia đã khiến cho cú sút phạt tưởng chừng như hoàn hảo của Balotelli cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức cơ hội mà thôi. Với một huyền thoại vĩ đại như Zidane, việc có cho mình những bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm ở chấm đá phạt hàng rào là điều không phải quá khó. Nhưng nhạc trưởng tuyển Pháp cũng đã có lần phải bất lực nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình bị thủ thành Say Given từ chối. Cựu thủ thành Newcastle United đã có pha với bóng tuyệt đỉnh công phu để khiến cho Zidane không thể điền thêm một bàn thắng đẹp vào bộ sưu tập của mình. Vừa rồi là những pha cản phá xuất thần của các thủ môn trước những cú đá phạt siêu hiểm hóc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.